số Ovaltine này bây giờ nó hot quá anh ạ. Rõ ràng sáng nay em mang lên trường 18 con, về kiểm lại còn 17 con. Đúng là thế này. Sợ một tí thì còn cái nịt anh ạ. Cái gì? Mất ở trường à? Vâng. Thế thì yên tâm, anh đi tìm cho. Anh em ở nhà là giữ cơm nước đi nha, mẹ ra đây có việc tí. Vâng. Mày cứu tao nào, mày đến luôn đi. Mẹ tao vừa xong khóa cửa và nhốt trong nhà, giờ chẳng thể đi xa. Rồi để tao gọi anh em đến nhà. Thằng Phương nó cái bao, nó có chuyện cần mình, giờ đến ngay không rất nguy kịch. Cầm lấy dây thừng, phóng đi ngay và luôn. Mày đứng bên này, mày nhớ trông coi. Bọn tao vào kia có việc. Mày chó kia kìa, nhìn thấy trong kinh. Đồ ăn cầm mang vứt vào. Rồi ta bước mấy bước xong anh nhảy vào tường. Giờ hãy đưa giúp tao dây thừng để cứu mày. Chó kia chạy đi. Dạ cho 5 cốc nước chè thêm vài hạt dưa. Giờ đây đã đông đủ nên mình ngóp nghe. Thằng lúc mới cái thẻ đó là một chiếc thẻ cuối cùng để đủ bộ on kinh. Mình phải tìm ra đứa ăn trộm. Bọn này tham lam quá rồi. Thế bây giờ mình tính sao đây? Giờ ta phải ra đến trường. Vừa lúc sang trong đánh mưa thẻ rồi này. Còn chỗ tôi với hai chiếc nịt. Mình hãy lên phòng để xem camera. Mày lấy bút ra ghi vào. Xong rồi ta chiến luôn đi. Mày cứ đứng nhìn xem nào. Không được lo lắng thêm chi. Mày hãy lướt thêm con chuột. Bây giờ ta check camera ở cuối trường. Check xem có ai ở cuối đường. Hãy nhìn đi chúng mày. Dáng cao mặc quần trắng đi giày đen. Nhìn tóc hơi xoăn và mày đoán đây là ai. Chiều nay mình cần tìm mấy đứa đi giày đen. Ngồi đây anh em mình sẽ kiếm ra được men. Nó kia chúng mày. Đây, thằng này đứng ngay mày đứng lại. Mau bây giờ nói nha mày nói nào. Nếu ngoan chú em được khoan hồng. Tự nhiên bắt em là sao vậy? Hôm nay em mới đi đến trường. Vừa vào sáng nay. Đây thấy. Lúc nó không dối mình. Nó học sinh mới hôm nay vừa mới bước đi đến trường. Bây giờ căng quá ta quay về đúng chỗ bên hiện trường. Mong tìm ra chút môi manh để kiếm tìm. Chúng ta cố lên phải kiếm tìm. Mừng quá tao tìm ra điện thoại của nó. Đây này mày xem đi. Vẫn mới toanh điện thoại iPhone 11 Pro Max. Mang kính ra để rồi tao xem. Điện thoại còn nguyên tem. Hay bấm xem nào dò luôn đi. Xem tìm ra thêm chút manh mối không. Chào thằng em, anh là dân cái băng trong trường. Mày là ai, tao chẳng hề quen biết. Bọn mày đang điều tra chiếc thẻ cuối cùng. Vừa hôm nay thằng Hùng đánh mất sao. Ủa sao ngươi lại biết biết chứ? Tao mới ăn trộm mà. Đó chẳng phải là chuyện của bọn mày. Vậy thì nên đừng đi điều tra. Không sẽ nhận hậu quả. Mày dừng ngay không là bọn mày cùng đai. Bọn mày ở đâu tao đến ngay. Nhóm tao đây chẳng ngán ai. Hãy nói cho tao mày ở đâu. Bọn tao đến bây giờ. Nếu mà mày thì cứ đến đi. 1, 2, 6, 7. Phố Xuân Phương đường Quất Lâm. Lên đường chiến thôi. Cái bọn oắt con này nó không dám làm gì mình đâu. Nhưng mà ấy, em to như này ấy, em lại sợ bị bọn nó đánh lắm. Sợ thì mày đi về đây. Về đây.
Long Potter đây à? Ơ, tưởng ai? Mày học đâu ra cái thói ăn cắp đây? Mới học. Chiếc thẻ cùng đâu rồi? Sao ra đây? Không thì đừng có trách. Giờ bọn mày muốn lấy lại cái thẻ này chứ gì? Bước qua xác tao đã. Anh em, lên! Dừng! Dừng tay ngay đi em ơi, em đang làm sai thật rồi. Đừng nên thêm sai, em ơi phải dừng thôi. Cô ơi, em van xin cô đừng mang em lên phường. Vì bọn em ngu si nên lạc lối đường. Mai tôi sẽ mời phụ huynh cho em ăn no đòn luôn nhé. Em biết em sẽ sai rồi, từ giờ chẳng ghi thêm lầm lỗi. Tuyên dương em trai của Phương đã rất dung cảm nhanh nhẹ. Nào về thôi, cô rất là vui. Anh em hôm nay thật cực khôi, quyết chiến quyết chiến tao thắng rồi. Biết đội chúng mình thật vô đối, toàn hết đồng lòng sẽ thắng thôi. Anh em chúng mình thật tự tin, từ nay đã có hồ và tin. Đồng hành chúng mình cùng khôn lớn, chúng mình càng thành chiến thắng hơn. Cảm ơn thằng em của anh, em nay giúp bọn anh, thế nên sẽ tặng quà. Đây chiếc thẻ cuối đây, hãy mau mau ghép nhé. Giờ đã ghép đúng, đã ra ban đồ rồi. Thank you mười anh của em, anh em vừa đẹp trai, đã thế lại còn tài. Ôi anh em mình đi, nào giờ đi đôi qua, quả đẹp mê ly. Wow, tuyệt vời quá đây. Mong em nào sữa ô văn tin, sẵn thẻ OP tất quả xin. Uống sữa thêm khỏe và thông minh, giúp bé thêm nhiều nụ cười xinh. Nào mình cùng nhau mình săn nhé, chơi cùng bạn bè mình săn thẻ. Săn thẻ mình mang đồ lấy quả, chào đón mùa hè vui cùng ta. Này các bạn ơi, sau chương trình tặng hai thẻ này, ô văn tin cũng sẽ có thêm nhiều chương trình quà tặng hấp dẫn khác, với các nhân vật hoạt hình nổi tiếng như Đào Hoài Tặc. Mọi người hãy đón chờ và sẵn sàng tham gia nhé. Yeah, mình cùng săn thẻ. 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 Săn thẻ. Các bạn ơi, hiện Ovantin đang có chương trình săn thẻ đổi quà, tặng hai thẻ trong một lốc sữa. Với các thẻ này, nếu các bạn ghép được thành bản đồ kho báu thì sẽ nhận ngay một vali Đảo Hải Tặc độc quyền phiên bản giới hạn. Vali rất là xịn sò luôn. Đây không phải là chiếc vali nhỏ mà nó là vali size cabin. Và còn một điều đặc biệt nữa là nếu các bạn giải được câu đố bản đồ kho báu này miêu tả địa danh nào ở Việt Nam thì sẽ được nhận ngay một thùng sữa Ovaltine DHA cực ngon và bổ dưỡng. Nhưng chỉ có 300 phần quà dành cho 300 người gửi về sớm nhất. Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay phá đảo đại chiến căng não để sở hữu kho báu cuối cùng của Ovaltine thôi nào. Xin chào và hẹn gặp lại.